Ok. Và nó mới sinh ra cái bảng này. Cái bảng này gọi là bảng phiên âm quốc tế nhá. Bây giờ mình sẽ vào luôn, không có quá nhiều lý thuyết nữa. Đây một cái mới đặt câu hỏi cho mọi người. Bảng này, các cái từ trong này ấy, nó có dùng tiếng Việt không ạ? Giống thì khoảng bao nhiêu phần trăm mọi người đoán đấy ạ? How many percent? I think that around 14. 14. 14? 1-4? 1-4? No, 40. 40, 10. About 40. Thôi là mỗi người trong cảm quan nhé. Nhưng cá nhân mình nhé. Khoảng 95% là khác nhé. 95% là khác. Cho nên là nếu mà khi mà luyện ấy, thì nếu mà bảo là 95% nó khác ấy, thì chứng tỏ mình phải học đập đi xây lại các cái cách mình phát âm hết đấy mọi người ạ. Đó, cho nên mình xác định khi mà mình học tiếng Anh ấy thì mình đã xác định cái target của mình, đó là cái tiếng Anh, tiếng Việt, cái ngữ giọng nó khác nhau, gần như là khác nhau hết đi đó. Và như vậy thì mình phải sửa, mình phải luyện lại hết, là như vậy mình đặt một cái level nó cao lên ấy, để mình sửa âm nó tốt hơn. Còn nếu mà các bạn có thể gọi là gần giống nhau thì các bạn khi mà âm này, ví dụ âm u, âm ơ ấy, các bạn cứ đọc cũng như như tiếng Việt ấy thì cũng được thôi, nhưng bản chất nó vẫn khác đó. Đó, nhưng mình sẽ nên cố là mình đặt cao lên nhé, để cho mình càng ngày càng sửa để nó gần giống với cả họ hơn nhé. Ok, thì vào luôn. Ở trong cái bảng này thì nó cái chữ màu xanh ấy người ta gọi là nguyên âm, còn chữ màu đỏ, chữ màu vàng nó là phụ âm. Nguyên là gì ạ? Nguyên là các đơn này, i i u o e e o o o, nó cứ wo 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 ấy. Còn cái phụ p b f v s z sh j, tất cả bên dưới này. Nguyên âm gọi là nguyên vì sao ạ? Có ai biết không ạ? Hơi học thuật một tí nhưng cố gắng chia sẻ. Khi mình sao phát gọi là nguyên? Khi mình phát âm thì luồng hơi mình có thể đẩy hết ra được ạ. Very good. Thế còn phụ? Thế còn phụ? Nó cũng phát âm ra nhưng mà nó bị khuyết đi một phần ạ. Đúng rồi, very good. Ví dụ như p, b, f, s, thì trước khi mình phát âm ra mình phải bị chặn một cái gì đó, tức là cái luồng hơi của mình nó bị chặn một chút, nó không còn nguyên nữa nhớ. Vậy thì nguyên tức là nó vẫn còn nguyên âm, còn phụ là âm âm nó sinh ra phụ, nó bị chặn lại. Ok, hiểu thế được rồi. Ok, và hôm nay mình sẽ học đó là cái cặp âm, đó là cái âm hai âm cặp âm, đó là âm i và âm u nhá. Mình chuyển sang đây luôn nào. Thường là cái bài đầu tiên là cái đoạn đầu dưới cái bảng nó rất là lý thuyết, mình rất là chán. Ok, thì đây là cái khẩu hình miệng mà mình cho xuống đây các bạn. Đây, mình nhìn thấy nhau. Ví dụ, một cái từ trong tiếng Anh đó là cái từ ăn đúng không ạ? Mình phát âm là eat. Trong này, từ nó mình cũng phát âm là eat. Vậy thì, cho mình hỏi bây giờ. So với tiếng Việt nhá. Mình cho một cái tiếng Việt ở đây. Tiếng Việt. Để mình xem. Mới học tiếng Anh ấy, thì mình phải xem là cái âm đấy nó khác gì so với tiếng Việt, để mình so sánh. Đó, thì là dễ nhất. Chứ còn nếu mà các bạn cứ phát âm mà các bạn lại không so với tiếng Việt ấy thì các bạn rất là khó để làm nó khác đi. Và các bạn thường mình dạy là các bạn lại sa đà phát âm hai âm đi này giống y chang tiếng Việt luôn. Đó. Bây giờ mình phát âm nhá. Đầu tiên âm cái có hai cái chấm này, gọi là người ta gọi là âm y dài, mình phát âm là eat. Thứ hai là cái âm y nó ngắn này, mình phát âm là it. Và thứ ba, tiếng Việt, it, 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 it. Mọi người thấy tiếng Việt nó khác không ạ? Rất khác đúng không ạ? Tiếng Việt rất khác nhá. Vậy thì khi mà mình phát âm nghe nó giống như tiếng Việt là chắc chắn mình sai nhá. Đó, phát âm không chuẩn rồi. Và bây giờ mình cùng phân tích. Nào, đầu tiên, cái âm đầu tiên nhé, cái âm màu xanh, it. Và tiếng Việt, it, eat, eat. Màu xanh như thế nào ạ? Dài hơn. Đúng rồi, thứ nhất phải nó có dài hơn. Dài hơn bao nhiêu ạ? Nào, eat, 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 eat. Mình phải định lượng nhá, học kỹ sư nên là phải định lượng.
dài hơn khoảng 2 cho đến 2,5 lần. À, cái này là con số không chắc chắn đâu, nhưng mình cứ nốt vào như vậy để mọi người như là sửa, mọi người tập phương âm dầm là người bạn đấy. Eat, eat, ok. Đó. Còn tiếp gì nữa? Eat, 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 eat. Nhìn miệng mình ạ. Bè ra và căng nhé. Miệng bè và căng. Ok, miệng nó bè ra và nó căng. Đấy là hai cái, ok. Tiếp. Âm ngắn á. Nhá, âm ngắn về âm tiện. Đầu tiên tiếng Việt là it. Tiếng âm ngắn này. It. Khác nhau là gì ạ? Âm ngắn. Mọi người nói thoải mái nhá. Come on. Thảo luận thôi. Là gì ạ? Nào. Tiếng Việt này. It. Tiếng Anh. It. 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 Nó ngắn ạ. Đúng, ngắn. Ngắn hơn bao nhiêu tiếng Việt ạ? Ngắn hơn một nửa thôi nhá. Ngắn 1/2 tiếng Việt. Và này. It. It. Nhìn miệng mình nhá. It. It. Thế nào ạ? Thả lỏng. Miệng thả lỏng. Ok. It. 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 Nó khác với cả it. Là như nào nhỉ? It và it. Về cái âm phát ra, tiếng nó trông như thế nào ạ? Nào. Tiếng Việt này. It. Tiếng Anh nghi ngắn này. It. Có thể các bạn chưa nghe quen, thì các bạn không nhận ra được. Nhưng mà người đã nghe quen rồi thì nó sẽ như thế nào? Nó dứt khoát hơn. Nó dứt khoát hơn, đúng rồi. Nó dứt khoát. And. Gì nữa? Nó hơi ê một tí. Nó hơi ê. Nào, hơi, hơi âm ê một chút nhé. Nó âm ê. Nhưng mà nếu mà mình nói là it, it, nó không phải ha. Nếu mình nói it là như thế nào ạ? Không dứt khoát. Nhưng mình nói it thì lại dứt khoát là ok nhé. Tức là có được it, 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 nó phải it, it, có độ dứt khoát. Nếu mình đọc là it thì nó sang tiếng Việt là sai nhé. Bởi vì rất nhiều người bảo cái nào đọc e là sai, bởi vì họ đọc e họ không có dứt khoát nhá. Thế thì nhớ cho mình, e ngắn là phải ngắn này, thả lỏng e. Nhưng mà nói như vậy thôi thì rất nhiều người vẫn bị mắc cái lỗi đấy sang e. Mình phải sửa cho các bạn. Khi mà nói mi trong tất cả các âm tiếng Anh, e u e thì các bạn giúp mình nhá. Thả lỏng miệng ra và các bạn hạ cái cằm xuống cho mình. Hạ cái cằm xuống cho mình và các bạn nói âm e cũng được, e cũng được, không sao. Hạ e. Thì các bạn không bao giờ bị rơi vào âm y trong tiếng Việt. Khi các bạn hạ cái cằm xuống miệng của các bạn là ê. 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 Đây là cách luyện nhé. Mọi người thử đi ạ. Hạ cằm xuống và nói âm y, âm ê không sao. Ê. Ê. Nào ai thử ạ? Nguyên ấy. Can you try it? Hạ cằm xuống cho anh nhé. Nào. Ê. Ê. Đúng rồi. Nào, ê. Nhớ, nào nào. It. 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 Đúng rồi. It. Very good. Yes, yes. Tất cả nhớ các cái âm ngắn á, mọi người cứ hạ xuống cho mình. Khi mọi người phát âm thì không bao giờ bị rơi vào tiếng Việt nhớ. Còn nếu mà không hạ xuống ấy, mà mọi người cứ mím vào, mọi người ít ít là rất là dễ bị ngả sang tiếng Việt nhớ. Mình khi mà mình học phát âm, mình phải có một nguyên tắc cho bản thân mình, đó là không được phát âm dùng tiếng Việt. Bởi vì nếu phát âm dùng tiếng Việt, học phát âm làm gì, đúng không? Cho nên là phải không phát âm thế nào không được phát âm giống như kiểu tiếng Việt. Bởi vì phát âm tiếng Việt thì học phát âm làm gì, học cái từ vựng ngữ pháp còn hơn học phát âm tiếng Việt đọc như nhau thế thì học làm gì. Ok, ok, very good. Vậy nhớ lại xong rồi thì bây giờ mình sẽ lý thuyết cho nhá. Bây giờ mình sẽ luyện tập. Ok, phát soạn, raise your hand nhé. Mọi người sẽ raise your hand để mọi người có cơ hội luyện tập trước nhá. Thì mình sẽ call. Who gonna be fast? Ai chưa ạ? Raise your hand. Ok, Vũ Cường, please. Mình sẽ đọc giúp mình nhé. Cái âm y dài và y ngắn. Bin, bin, chip, chip, shit, shit. Come on. It, it, it. Nào, đầu tiên nào, âm it, y dài chứ nào. It. Is. À, âm tờ mình bỏ sau nào. Âm y ngắn. It. Very good. It. Number three. Bin. Rồi. Bình. Bên bình. Hạ cảm giác
Ben. Ben. Rồi. Ben. Number five. Cheap. Là cheap. Kéo dài nữa, căng miệng ra. Chưa cheap. Căng... Cheap. Rồi. Cheap. Cheap. Rồi. Number six. Cheap. Chip. 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 Xuống. Chip. Okay. Chip. Very good. Thank you. Yeah. Đó, mình đọc bằng câu nhé. Đầu tiên. Cô ấy ăn thịt nào? It's... She. 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 Là kéo, kéo dài ra nữa và căng nào. She. She. Rồi. Ăn. Ăn, ăn. She is. Is. Càng chưa căng miệng, miệng mình chưa căng cái bài ra nào. Eat. Is. Rồi, bẹt, bẹt miệng và căng nhá. Mình càng bẹt càng miệng căng thì càng tốt. Is. Eat. Rồi. Is. Rồi, thịt. Meat. Đó. Meat. Tiếng Việt rồi. Meat là tiếng Việt rồi. Meat. Đúng rồi, meat. Căng miệng ra. Meat. Meat. Ok. Meat. Mình nhá. Mới luyện này mình không biết là mình không biết là bạn phát âm đúng hay không nhá, nhưng mà cứ nghe thì dùng tiếng Việt là sai nhá. Nó cứ có vẻ như vậy nhá mọi người nhá. Mọi người phát âm ô xong mình phát âm dùng tiếng Việt là chắc chắn không được. Okay. Tiếp theo. À, cái từ có 4 đi ạ. Vũ Cường ơi, thử có 4 đi ạ. It nào. Is it is is. Rồi. Is is. Is rồi. Nó là chữ ơ, nó là chữ ơ nhá. Mình đọc như chữ ơ tiếng Việt, nhưng mà mình hạ cái cằm xuống. Thay vì nó là ơ ơ. Ơ. Nào, phải có độ giật dứt khoát nào. Ơ. Ơ. Đúng rồi. Ơ. Pink. 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 Ben. Pink. Ben. Pink. Pink. Rồi, pink xong rồi. Cái ben, cái sọt. Ben. Ben. Rồi, ben, ben, very good. Thế là đã tốt rồi, đã tốt rồi, very good. Congrats. Vỗ tay Vũ Cường, very good. Another one. Another one. Raise your hands, please. Là Linh ơi, can you try? Yes. Yes, come on. Can you read it? Number 3 and number 6. He is being. Very good. Number 6. It is a big chip. Very good. Bạn này ngữ âm tốt quá. Bây giờ mình mà sửa cho là kiểu gì mình cũng sai đấy. Nha, yeah. Thôi cả lớp vỗ tay nha. Congrats. Ngữ âm này là ao trình đấy, ao trình đấy. Thanks a lot. Mọi người có động lực thôi, không sao. Another one. Nguyên ơi, can you try? Yes. Can you try number 7? She. Rồi. Is. Bẹt miệng và dài ra nữa. Knees. 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 Rồi, tiếp. A sheet. A sheet. À. A sheet. Mà của Nguyên là nó sẽ bị bằng quá nhá. Của Nguyên là nó sẽ khi mà Nguyên đọc cái từ sheet ấy, thì nó sẽ bị là đây cái nó bằng này, đây nó bằng này. Đấy, còn của anh John khi mà anh đọc ấy, của Nguyên đọc sheet, còn của anh John anh đọc nhé, sheet. Của anh John anh đọc anh ấy sẽ là đấy, nó lên tí xong lại xuống tí đấy. À, tức là cái từ sheet thì nó đã có cái độ vòng lên một chút rồi nó xuống nhá, thì đọc như vậy thì nó mới tất cả các từ tiếng Anh ấy, thì nó có cùng chung như vậy, nó sẽ lên một chút rồi nó xuống. Đó, mình sẽ không đọc là sheet, mình đọc là sheet. Là thử ấy. Can you try it? Sheet. Sheet. Đúng rồi, biết đấy. Mình cố gắng giữ cái điệu đấy nhá, thì rồi sẽ rất là hay. Ok, còn em nhìn rồi. Đấy là người ta gọi là cái điệu đấy, cái điệu tiếng Anh. Number 2 nào, từ number 2 coi. Just. Just. It. It, very good. All right. Big hands. Tuổi trẻ tài cao, very good nhá.
Rất là tốt rồi nha nghe nha. Yeah, another one. Nào, ai muốn thử nước hoa? I wanna try. Hangul, can you try it? Anyone, any number you like. Hangul, can you try any number? Six. Yeah, number six. Five and six. Okay. Yes, come on. Five first. Shopee is cheap. Very good. Cheap. Yeah. Cheap. Yes. It is a big chip. Oh, cái từ it tiếng Việt rồi nè. It. Đúng rồi. It. It. Is. It. Yes. Is a big chip. Yeah, chữ ơ tiếng Việt mất rồi. Đúng không? Chưa dứt khoát. Mình sẽ hạ cầm xuống hơn nhé. Mình hạ cầm xuống hơn nữa. Đúng rồi. Mở hầu miệng sẽ chưa giọng của nó. Yes. Yeah. Yes. Come on. It is a big trip. Yeah, very good. Đó, mình sẽ luyện như vậy nhé. Tức là mình phải luyện khác hết đấy. Thì mình mới ok được. Very good. Okay. Nam, can you do it? Thank you. Yes, okay. Nam and Zalo and Sứ ạ. Anh Thu Hằng ạ. Ai có thể try được ạ? Cố lên mọi người, tự tin lên. Come on. Sướng ươm hay lắm. Sứ ơi, come on. Yes. Go, go. Sứ ơi. Dạ, cô mấy ạ? Cô mấy được, tùy em chọn. Cô này em thích. Eat. Yes. He eat meat. Từ từ. She eat meat. Nó hơi meat. hơi nó không hẳn là Việt đâu mà nó là kiểu lai Việt với lai Tây á. Thế nào ạ? Can you read it again? Đọc lại ạ. Chậm chậm nhá. She rồi. She is meat. À, được rồi. Thôi. The number two. Thử coi. À đúng rồi, cái màu hường ấy, cái pin màu hường ấy, thử cái number four coi. It is a pink bin. Cái từ is là tiếng Việt rồi đấy. Thử đọc lại cái từ is là. It is a pink bin. Very good. Đấy, sang tiếng Anh rồi. Nhà mình sẽ đọc là. It is a pink bin. Yes. Very good. Alright. Thank you, Sứa giọng hay phết đấy. Nam and Zalo, can you join Thu Hằng? Okay, got it. Now bây giờ mình sẽ practice nhá. Bây giờ thì mình sẽ mọi người cứ bật mic lên nhá, bật mic lên. Mình sẽ đọc những cái từ này để cho mọi người xem đấy là long or short nhá. Nếu mà long thì mọi người nói là long, còn short thì mọi người nói là short nhá. First one này. Thin. Short. Yeah, short. Yeah, thin. Cái bộ phim ấy, yeah. Hill. Short. Short, yeah, ví dụ là. Go up the hill. Okay. Go up the hill. Short nhá, hill là quả đồi. Yeah. Hill. Hill. Long. Yeah. Ví dụ câu này. She wears high heels. Yeah. Đầu tiên. Từ. Sorry, lại muốn bật cái này lên cho nó đỡ. Đầu tiên là từ hill. Quả đồi. Hill. Từ thứ hai. Hill. She wear high heel. Là cái gì nhỉ? High heels. Cái gót dày. Đúng rồi, cái đấy. She wears high heels, I wear the sneakers. Đấy, của bài Taylor Swift đấy. Nào, mời thử mọi người đọc nhá. Hi Linh Chi. Welcome.
Hi, Linh Chi. Hi, Linh Chi. Can you say something? Hello. Yeah. Yes. How are you today? I'm good. Yes. Can you try the word hill and heel? Hill and heel. Yeah. Mọi người thấy có cần gì phải sửa từ đấy không ạ? Khi bạn đọc ạ. Từ heel nó cần dài thêm một chút nữa. Đúng rồi, từ heel phải dài. Nếu đọc lại cái Linh Chi, can you say it again? Heel and heel. Nghe có vẻ hơi hơi đúng nhưng thực ra là không đúng luôn nhất. Nào. Từ nữa nào, đây cái này nó viết nhá, cái đầu tiên là cái hiên ngắn á. Này, h này. U này. Còn nó cộng L đây. Nhá. Yeah. Còn cái này nó âm là h này. I này. Còn L đây. Vậy thì cái của Linh Chi đang gặp ấy, đó là cái âm L ở cuối này. Cái âm L ở cuối này mình sẽ đọc kiểu gì nhỉ? Ví dụ như nhớ cái từ trường học. Mình sẽ đọc là school. Vậy thì sự khác nhau ở giữa là đọc là school với cả school là gì nhỉ? Âm L ở cuối. Âm L ở cuối. Ok. Khi có âm L ở cuối thì mọi người làm cho mình một động tác thế này. Mọi người nói sau khi mà nói âm Y xong rồi nhá. Vậy he, mình nói là he. Thì mọi người cho ồ, cái âm L cao này mọi người ở cuối. Mọi người đặt thành âm ồ cho mình nhá. Nhìn này. He. O, he, o, hill, đúng không? Hill, đấy. Got it? Âm L ở cuối thì không đọc là hin, không đọc là school, mà đọc là âm O, hill, school. Understand? Hiểu chưa? Kỹ thuật chưa? Yeah. Linh Chi ơi, can you try? Em đọc lại à? Yes. Heel. Đấy, chữ heel y dài tốt hơn nhá. Còn chữ y ngắn thì heel. Nghe mọi người listen này. Heel. 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 Okay, good. Next one. Long or short? Yep. Look. Look. À đâu, chưa, bài sau, tôi làm xin lỗi. À, ha, ha. Speak. Long, okay. Read. Long. Ai, long, đấy. Tại sao mình cho từ speak với cả từ, và từ speak với cả từ read. Ví dụ. Tiếng Anh thì nó có mấy cái kỹ năng ấy nhỉ? Nghe nào. Listening. Speaking. And writing, right? Nhưng mà từ này mình thấy rất nhiều người. Họ đọc rất là nghe, nó rất là Việt luôn. Họ toàn đọc là listening, speaking, reading. Bây giờ mình sẽ cố gắng sửa lại nhé. Mình sẽ sửa là. Mình sẽ đọc ba cái từ speaking và reading trước nhé. Speaking, reading, listening. Oh, okay. Hi, I'm an administrator. An administrator. Can you introduce yourself and say the word? An administrator. Hello. Còn thì bạn Lê Minh Khoa, Lê Anh Khoa. Hi, Lê Anh Khoa. Yeah. Yes. Can, yeah. And speaking. Yes. Reading. Đó là reading. Cả nữa. Reading. Yes. Very good. Hơi bị background hơi bị ở một chút nhưng mà very good. Okay. But Nick Loki. Can you try it? Nick Loki. But Nick Loki. Nick Hướng Nội ơi. À đây. Dạ vâng. Bạn thử đi ạ. Listening. Không. Lê. Ha, càm mở, không cho ta chưa. Ha, ngớ. Listening.
Không đọc là list. Lễ. Lý hay lễ anh? Hơi bị âm lễ nhưng mà phải dứt khoát và phải hạ cao xuống em ơi. Lễ. Lễ. Lễ, đúng rồi. Listening. Listening, yes. Phải dứt khoát nhá. Chứ em mà không dứt khoát ấy là nó thành listening, là nghe nó còn phèn hơn cả tiếng Việt, anh nói thật. Nhớ. Thế là chuyển thành e thì phải dứt khoát thì mới hay được. Còn chuyển thành e mà thành lễ, ví dụ nhớ. I love listening thì đúng không? Không ai hiểu. Không ai hiểu đâu. Đấy, phải dứt khoát vào. I love listening. Đấy, ok, phải listening. Now, kỹ năng nói sao gì? Speaking là cũng là tiếng Việt rồi. Speaking ai anh nói được thế luôn, không cần phải học ngữ nói được speaking. Xong. Nào, gần giọng sướng, bẹt miệng ra. Speaking. Rồi, đọc ạ. Reading. Reading, yeah, very good. Mọi người ơi, cái từ này nó rất là cơ bản nhá. Mình gặp rất nhiều bạn học tiếng Anh 4-5 năm rồi vẫn cứ speaking, listening, bởi vì họ không có cái độ, không có độ kéo dài mi ra ấy. Đó, phải sửa. Thu Hằng ấy, thank you Nick. Thu Hằng ấy, can you try? Bạn Nick là phát âm tốt đấy nhá. Lên hồi nhiều phát âm tốt đấy. Nào. Thu Hằng. Dạ. Yes, can you try listening, speaking, reading? Okay. Listening. Yes, good. Speaking. Yes. Reading. So very good. Yes. Okay. Vậy thì trong cái từ ha, ví dụ cái từ speaking thì trong âm nó rơi vào cái âm là mình nhấn vào đầu tiên nhé. Mình đã rơi vào từ gì ạ? Từ speak thôi, mình lấy cho cái từ reading nha mọi người nhé. Reading này. Trong reading thì nó sẽ khi mà phiên âm nó khi là R này. Nó sẽ có dấu phẩy đây nhé mọi người nhé. Đó là R đây. Cái mùi tra từ nó có dấu phẩy đằng trước thì mình nhấn vào từ đấy, người ta gọi là trọng âm. Đó. Và có từ đình. Cái đình là có chữ đình này, nó là có chữ ngờ cơ, cong này thôi. Thì mình gọi là reading. Thì mọi người nhớ nào, cách đánh trọng âm cho hay nhé. Trọng âm thì dễ. Đánh thì ai mới đánh, nói ai nói được. Nhưng mà nói cho đúng thì ít người đọc nói được lắm. Mọi người hãy giữ cho mình cái điệu này. Đó là khi mà cái đúng trọng âm nó dấu phẩy trước thì mọi người hãy cho dấu một dấu sắc vào. Tiếng Anh người ta bảo tiếng Việt khó, nó có 6 cái dấu ấy, ma mà má mà mạ dưa dừa dứa dừa dữa ấy. Thì tiếng Anh mình quy ước nó cũng thế thôi. Muốn nói là tiếng Anh hay thì cũng phải cái từ read này thì nó phải là read đấy. Mình phải luyện được thế. Nhớ mọi người hãy có một cái mindset là tiếng Anh nó cũng có dấu đi. Và nói tiếng Anh cũng khác gì đi đọc thơ đi thì mọi người sẽ rồi sẽ nói rất là hay. Vậy thì khi mà từ có hai âm tiết ấy thì mọi người sẽ nói cho mình cái có đánh dấu phẩy vào ấy thì mọi người cho dấu á vào nhá. Còn không có dấu phẩy mà từ hai âm tiết thì mình mọi người cho dấu a vào nhá. Cho dấu sắc vào từ đầu tiên và dấu a vào từ đằng sau. Khi mình đọc mình sẽ không đọc là reading, mình phải đọc là á à reading. Đó nhá. Reading, speaking, listen. Đó, mà nhớ nhá. Á. Bây giờ thử cái á trước thôi. Speaking này, reading này, writing này. Đấy. Đấy. Nào ai thử với mình ạ? Nào. Sứa ơi, can you try? Yes. Come on. Listening. Mình bỏ cái từ listening sau đây. Bây giờ mình đọc giúp mình nhá, cái từ đọc giúp mình cái từ gì nhỉ? Đọc giúp mình cái từ á à trước nhá. Á à. Đúng rồi. Rất là rõ ràng này. Á à. Rồi. Speaking. Reading. Writing. Rồi bây giờ mình thử nhá, mà vào luôn nhanh nào. Speaking, reading, writing. Đúng không? Mọi người thấy thế nào? Điểm chung đây là bạn ấy đọc 3 từ có 2 tiếng thì ngữ điệu như nhau, như nào đều là á à hết đúng không? Đó. Vậy thì muốn nói là tiếng Anh hay thì có từ có 2 tiếng mà trọng âm rơi vào đấy thì phải cho là á à, và từ nào cũng đọc như vậy, á à.
Thì khi mà đọc như vậy thì mọi người quen sẽ là ra được cái ngữ điệu nhé. Đây là a a. Ok. Chứ nếu mà mình không a mình đọc ngang là thành a a nhá, là nó thành reading, reading, speaking, writing, nghe phèn lắm. Thế còn trọng âm mà nó rơi vào âm thứ hai thì mình thành gì ạ? Thế. Đô. Ví dụ như cái từ bảo tàng á. Bảo tàng. Museum. Very good. Tiệm quần áo. Boutique cái gì nhỉ đấy? Boutique đây. Đấy. Đấy. Đây là cái gì ạ? Boutique. Ok. Boutique. Đấy. Tiếp nữa. Ồ, thế nào này. Unique. Đấy. Tất cả này đều rơi vào thứ hai nhá. Mời mọi người xem. Nào. Mình đọc này. Museum. Boutique. Unique. Vậy thì mình cho nó vần nó làm gì ạ? Cho dấu gì vào ạ? À, bây giờ chuyển thành gì ạ? À, á. Ừ, đó. Cứ cái nào nhấn vào thì cho thành á. À. Còn cái nào không nhấn thì thành à nhá. Và đây thì á, à thì bây giờ thành à á. À. Đấy. À á, à. Museum, boutique, unique. Quá là dễ. À, yeah. Now who's gonna try? I raise your hand thử đi ạ. Hello. The raise your hand nè mọi người ơi. Tay đâu, tay đâu. Vũ Cường, very good. Come on, Vũ Cường first and then sửa nha. Come on. Come on. Là mình đọc từ bên listening hay là... Ôi, mình thôi mình đọc cái âm thứ hai em khó nhá. À, á. À, á. À. Rồi. Museum. Ôi, sao nó đọc á á mà đọc từ từ. Đang đọc á mà vào cái từ museum lệch pha hẳn luôn á, không có trung pha luôn, không có hề. À, museum. À. Đúng rồi. Museum. Boutique. 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 Rồi. Boutique. Không đọc boutique à, mà là boutique. Boutique. Unique. 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 You là a á rồi. Unique. You. You. Đúng rồi. Unique. 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 Đúng rồi. Phải là a á. Unique. Nhá. Unique. Chứ còn a là đấy không nào đâu. Rồi. Sứa xong rồi đến anh Khoa. Thank you Vũ Cường. Sứa. Yeah. Museum. Yes. Boutique. Đúng rồi. Good. Unique. Đúng rồi, tại vì âm y dài nhá. Vậy thì cái từ ấy nằm có từ que mọi người là nó y dài đấy mọi người ạ. À, cứ que ở đằng sau. Yes. Thank you. Lên Khoa please. Museum. Yes. Museum. Yes. Unique. Ủa, unique thì lại thành là yếu lịch lại thành á rồi. Unique. Yeah, unique. Very good. Oh, thank you. Thế mọi người đã hiểu cái trọng âm của tiếng Anh chưa? Là nó phải có mọi người thêm mà luyện. Hầu hết người Việt nói chuyện á, nghe nó rất là ngang là bởi vì họ cho rằng tiếng Việt có dấu, còn tiếng Anh nó không có dấu. Cho nên là khi mà họ nói, họ chỉ cần có khi thì nhấn vào thôi, chả biết là cho dấu sắc dấu hoa gì. Thế là nghe, nghe nó ba cái từ vậy là museum, unique, boutique, nghe phèn như nhau hết. Để sửa cái lỗi này thì phải đặt cái dấu đấy vào á, à, á. À. Như đây là một cái phần nhánh của trọng âm đó nhá. Cái nhánh khác là phải luyện thành, ví dụ mình luyện mình phải đọc này. Khi mà mình luyện đây mình đọc bình thường mình đọc là reading, speaking, writing. Nhưng mà khi mà mình luyện ngữ âm ấy, mới đầu luyện mình phải đọc, mình phải luyện nào. Reading, speaking, writing. Đấy, thì phải luyện kiểu vậy. Nhưng mà vì sao luyện này thì buổi sau mình hướng dẫn mọi người xong nhá. À, buổi sau giọng âm này hay lắm. Đó. Ok vậy, cái phần này là vậy thôi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái âm khác.
mình sẽ chuyển sang mẹ một khác. Thường là khi mình dạy ngâm ấy, thì mình sẽ không chỉ có dạy cái bảng này đâu, mà mình sẽ thêm những ví dụ bằng ngữ điệu này, flappy có như thế nào đó, để khi mà mình học ấy, ngoài đọc cái bảng IPA này nhá, thì mình còn học được cái kia nữa. Thì nó sẽ một lúc khi mà mình học xong rồi, tức là học hết bảng 44 bảng, thì trong người cũng có bao nhiêu võ ở ngoài cái kia, không chỉ mỗi cái bảng đấy không, thì đọc học đúng là như tra tấn nói thật. Tiếp theo đến sang âm u ạ. Sang âm u. Về bản chất nó như vậy ạ. Một cái dài, một cái ngắn ạ. Và âm u, âm y nó chuyển sang âm e một chút, thì âm u mình chuyển sang âm gì ạ? Đúng, đúng rồi, mình chuyển sang âm ư là duy nhất nhá. Nó không hẳn là ư đâu, nhưng mà nói chung là ư. Thường thì mình cho thành âm âm ư. Đấy, cho nó thành âm ư cho nó dễ. Tại vì khi mà nói mầm ư thì nó chưa dứt khoát đâu, nhưng mà nó thành âm ư thì kiểu gì nó cũng dứt khoát nhá. Vậy thì mọi người có thể nói là âm ư nhưng mà phải dứt khoát, hoặc nói thành âm ư. Tại vì cứ trong tiếng Việt có cái hay ở chỗ là cái dấu nặng ấy là nó dứt khoát. Đấy, nó dứt khoát. Đấy. Nên là mình sẽ cho vào nhớ dễ lắm. À, ví dụ nào, thay vì mình nói cái từ sự khác nhau từ tiếng Việt nhé. U dài trong tiếng Việt, thứ nhất nó phải dài hơn tiếng Việt hai hơn 2-3 lần. Thứ hai, tròn môi nhá. Tròn môi. U. Trời ơi, your internet is unstable. Mạng hơi yếu sao, hơi ổn. Mọi người nghe rõ không ạ? Nghe rõ thì tốt. Nghe rõ không ạ? Hello. Can you hear me? Hello. Yes. Okay, very good, very good. Yes, okay. Mệt quá, chạy độ. Vậy thì thay vì nói nhá, ví dụ là thầy U, mình nói là thầy U ơi. Thì bây giờ thầy mà U dài nhá, thì mình phải học là thầy U, đó. Thay vì nói thầy U ơi thì phải thầy U ơi. Đấy. Thay vì đấy, thầy U tròn mồi ra, U. Ok. Cái ví dụ ở nhà mình có cái đựng nước, người ta gọi là cái gì nhỉ? Cái lu nhá. Tiếng Việt đọc là cái lu. Thì tiếng Anh phải đọc là cái lu. Lu nhá. Lu. Tròn môi ra cái lu. Đấy. Là u dài, u ngắn. U ngắn là cái từ lúc, cái từ lực thì mình đọc là cái từ lực. Đấy, lực. Lực nhá, lực. Cái từ nhìn ấy thì mình đọc là từ lực, mình không đọc từ lúc á, chuyển thành âm ư. Lực bằng cách là nói âm ư hạ còn xuống lực. Ok, lực tập hạ xuống để không bị chuyển sang Việt nhá. Mình thì không cần phải hạ đâu, mình thì chỉ cần nói là lực, miệng này nó hơi tự hạ rồi, nhưng các bạn mới luyện ấy, các bạn cái hạ hết thì mình dùng. Nhưng cầm ngắn trong tiếng Anh nhé, tất cả ngắn các mọi người luyện hạ hết xuống cho mình thì mọi người sẽ không bao giờ bị sang tiếng Việt nhé. Hạ hết được xuống. Ok. Lực. À. Ok. Ok, bây giờ thử thôi ạ. À, có một từ nữa. Ví dụ I'm good. Đọc cho mình hẳn câu này nhé. I'm good. How are you? I'm good. À. Bây giờ bắt đầu thôi. Yeah. Who's gonna be fast? Who's gonna be fast? Raise your hand, please. Raise your hand. Đó, không ai giơ tay nhỉ? Không ai giơ tay thì gọi học trò cưng Nguyên ơi. Nguyên first and then sửa nhá. Nguyên ơi, qua để try thử cái từ yes. Look và look và đọc cả câu nhá. Come on. Look. À, one or two ấy nhỉ? One. One à? One thì phải chú mỏ. Look à nào? Look. Look. Đúng rồi, cứ chỉ cần chú mỏ kéo dài là chú mỏ nào? Look. Look. Đúng rồi. Who? Who? Look. Who is Luke? Luke. Rồi, đặt cả câu nào. Who nào? Who is Luke? Đúng rồi, very good. Number two. Look. Đúng rồi, hạ được cảm xuống rồi. Yeah. The woman took a look. Very good. Very good. Cử chỉ tay cao nhá. Thank you. Sứa please. Xong rồi đến Linh Khoa.
Sir, please. Look. Yes. Who is look? Very good. Number two. Look. Yes. The woman took a look. The woman took a look. Nó là không phải là were mà nó là were. Woman. Yeah, the woman. The woman took a look. Took a look. Look. Đây là mình sẽ sửa, anh sẽ sửa cái từ lực thay vì nó là look nhé, mình sẽ lực sau đó sửa xong. Number three, sửa thử number three và number four coi. Shoot. Yeah. Not shoot. Very good. Number four. You should be good. Được, thử lại cái từ you đấy. You should be good. Cái từ mình không đọc là yêu nhé, mình không đọc là yêu. Em thử đọc lại từ đấy nó. Can you read it? Cái từ yêu ấy. You. Nè, đúng rồi, you nhá. You should. You should be good. Be good. Okay, very good. Thank you. Liên Khoa, please. Number five and number six. Boots. Yes. The boots are loose. Very good. Number six. Book. Yes. A good cooking book. A good. Yeah. Cooking book. Đấy cũng được. Mình cố gắng mình hạ cầm xuống hơn nhé. Để thay mình nói đọc the book thì mình đọc là book. Tại vì hạ cầm xuống thì cái xu hướng của mình ấy, âm nó sẽ kéo sang âm ư nhiều hơn nhé. Book. Book. Thay vì nó là book thì mình nói là book. Hello. Okay, it's okay. Got it. Another one. Người nữa. Hello, hello, hello. Hello. Zaling, please. Number seven and number eight. Luke is into food. Yeah, Luke. Không phải Luke. Luke, yes. Number eight. Number eight. I look at my foot. Very good. Oh, Linh âm này rất là chuẩn nhá. À, bây giờ mình sẽ kéo cho mọi người nhá, bởi vì ban nãy hình như là sửa đọc này nào. The woman took a look. Thì nó sẽ bị thế, nó bị kéo, tức là nó bị dấu sắc ở cái cuối câu. Nó bị dấu sắc ở cuối câu này. Vậy thì trong tiếng Anh á, trong câu bình thường nhé, mình nói nhá. Thì mọi người đoán xem, người ta ở cuối câu ấy là người ta xuống dần hay là người ta lên ạ? Mấy các cái câu này này, mình đang nói cái câu này. Thì người ta xuống hay là người ta lên ạ? Cái này quan trọng nha, cái này là ngữ điệu intonation nha. Mọi người đoán đi ạ, up or down? Fall or rise? Đó là xuống nha, đó là xuống giúp mình nha. Ví dụ này, mình là tiếng Việt cho mọi người dễ nhớ nhé. Tôi có một con gì nhỉ? Con chó. Trong tiếng Việt ấy, tôi có một con chó. Lên ở cuối câu hay là xuống ở cuối câu ạ? Con chó. Nó lên ở cuối câu nhé. Nhưng bây giờ tôi có một con gà. Nó lên hay xuống ạ? Tôi có một con chó. Tôi có một con gà. Tiếng Việt nó lúc lên lúc xuống là bởi vì cái dấu nó rất, dấu má nó rất là dở mọi người ạ. Nhưng mà tiếng Anh ấy, khi ấy, thì nó là xuống cuối câu ấy, thì nó luôn luôn là tôi có một con gà đấy nhé. Tôi có một con gà là xuống. Chứ không bao giờ nó nói tôi có một con gà. Đó, kiểu vậy nhá. Khi mà câu thường cái câu này nhé, còn một loại câu mình không nói, nhưng hầu hết 90% các câu như này với con gà. Và khi vậy ấy, thì mình nói tiếng Anh ấy thì mình phải xuống
ở cuối câu nó mới hay nhé. Mà xuống được ở cuối câu thì đầu câu phải đi lên, giữa câu phải đi lên thì cuối nó mới xuống. Ok. Thế thì mình luyện thế thôi. Bây giờ mình sẽ luyện vào lên xuống. Cái này hay lắm. Cái này rất là hay, đọc rất là điệu. À. Câu 4 nhá. Mọi người xem mình lên từ gì nào. You should be good. You should be good. Lên từ nào ạ? You should be good. Yeah, yeah, yeah. Should, đúng rồi. Should, you should be good. Đấy. Vậy thì cái từ should là mình kéo lên. Cái từ should là mình kéo lên. Be good là mình kéo xuống. Mình sẽ không đọc you should be good. Nào, đây là lên hết nhá. You should be good là lên. Thường cái tàu tiếng Việt nó hay bị lên ở cuối lắm, thề luôn mọi người ạ. Hầu hết tiếng Việt lên ở cuối ấy. Thế nên nghe nó rất là khác. Nên mọi người phải sửa một cái. Đó là xuống hết ở cuối cho mình thì âm nghe rất là hay. Nhá, xuống hết ở cuối. Ở cuối mà vẫn còn dấu sắc là có vẻ. Trừ khi cái câu hỏi do you cái gì mình không nói nhá. Nhưng thường này nó là phải xuống hết. Nhá, mọi người bên luận. Yep, mình sẽ lấy hai câu là ví dụ để mọi người luyện cái này. Cái này rất là hay. Đấy, ông cậu cô này lại quá là tuyệt vời này. Đấy, hai câu thôi, very good. Mình thử nhé. Thử thôi. Let's go. Thử. Now, who's gonna be first? Ai trước nhờ? Raise your hand now. Come on. Đến khoa, please. Mình sẽ cử câu 4 và câu 8 nhờ. Come on. Do not suit. Oh, no. Bình tĩnh ạ. You should be good. You should be good. Very good. Number 8. I look at my boots. Yeah. Again now. I look at my foot. I look at my foot. Look. Yeah. At my foot. Yeah, my foot. Yes, good. Another one. Hang away, can you try? Which one? Yeah, number 4 and number 8. Number 4. Yeah. You should be good. Oh, now shoot rồi nào. You should. You should be good. Good. All right. Number 8. I look at my foot. Very good. Có nghĩa là gọi như là của Hà Ngũ ơi, mọi người có thấy bạn ấy đọc cái từ gì rất là to không ạ? Bạn ấy đọc cái từ you với cả từ I nó rất là to. Đó. Từ you với I rất to. Vậy thì cái bí kíp ấy ở trong tiếng Anh ấy, khi mình nói ở đầu câu thì I, you ở đầu câu, he, she, it ấy, thì mọi người hãy đọc bé cho mình nhé. Ví dụ thay vì nó là you should be good thì mình nói là you, mình nói là cái từ you mình viết này như tạm thời nhá, mình cho dấu huyền vào để cho nó giảm đi, cho dấu sắc là nó nhấn mạnh vào đó, bởi vì mình không muốn nhấn từ you cho nó nhỏ đi, mà mình cho dấu huyền vào thay vì nó là you thì mình đọc là you, nên nó nhẹ xuống. You should be good nó sẽ hay hơn là you should be good. Mình không đọc là I look at my feet, mình nói là I look at my feet. Vậy thì nhớ, mọi người nhớ cho mình cái đấy, những cái từ gọi là pronoun đúng không nhỉ, đại từ đúng không? Đúng rồi, các từ pronoun có he này, she này, it này,
He, she, it, I, you, we, they nhé. Ở đầu câu. Cho số Huyền đọc bé xuống cho mình nhé. Ok, got it. Nhé. Cái này rồi mọi người sẽ tìm được cái bài. Người ta gọi là cái bài. Đây là người ta gọi là cái bài. Nhé. Weak form in English. Nhé. Đấy, cái từ khi nó để sang người ta gọi weak form in English. Trong tiếng Anh ấy, thì một từ phát âm mạnh. Ví dụ như là từ you chẳng hạn. Thì khi mà chuyển sang dạng yếu, nó đọc là yơ đi. Đó. Yơ. Nó đọc là yơ đi. Hoặc là yơ nhá. Đó. Vậy thì tiếng Anh ấy, họ sẽ có chỗ mạnh và chỗ yếu. Nó không như tiếng Việt bảo tôi yêu cô ấy. Nhưng mà tiếng Việt nó phải đọc là. Tiếng Anh nó phải đọc là tôi yêu cô ấy. Tôi yêu cô ấy. Nó sẽ phải như vậy. Nên nó khác tiếng Việt. Cho nên cái từ khi mà những cái nào mình cần phải cho xuống ấy, nó có quy tắc như ngữ pháp luôn mà. Cái weak form này cần phải xuống khi nào? Khi mà nó là đại từ thôi, nó cho hẳn đại từ pronoun, đại từ như là she, he, it nhá mọi người nhá. Đây là cái lý do vì sao mà đại từ you, she, we, it, I, we, they người ta cho nhẹ xuống, người ta cho huyền nhá. Mọi người nhớ chưa? Nhá. Học ngữ mẹ nhiều khi nó cũng không có gì ngữ pháp, có quy tắc công thức hết đấy. Nhưng mà nói được rồi mình nói được hay mình lại thấy thích mọi người ạ. Nói hay lại thấy thích. Yes. Thank you. Another, người khác sửa. Raise your hand đi mọi người, cơ hội đấy. À thôi cho Nick ơi. My friend. Nick đây. Dạ vâng ạ. Bạn giúp anh câu 4 với câu 8 ạ. You should be good. Muốn nhanh thì phải từ từ, muốn hay thì phải từ từ nhá. Không được nhanh. Okay. Nào. You, cho dấu gì mà. You should be good. You should. Đúng rồi. Be good. Good. Kìa. Nào ông, phải good. Kéo cái từ good. Mặc dù nữa nó không phải là good, nhưng mà mình cho chấm ư, mình hạ cằm xuống, mình kéo dài vẫn ra được nhá. Good. 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 Rồi, cô. Nào, number 8. I look. Look. Rồi. Look. At ease. Đâu, at my feet. Câu 8. Em được 7. Yep. I look at my feet. Em có người yêu bên cạnh hay sao mà cười nhiều thế? Nào, I look at my feet. At my foot. Rồi, được rồi. Ok, rồi. Nào mọi người nhá, bây giờ lại với câu chuyện. Ngắn u dài. Mọi người nhìn cho mình đọc mình nhá, mình đọc cái từ good ở cuối câu 4 nhá, mình đọc là you should be good. Đấy là u ngắn hay u dài ạ? You should be good. Ngắn hay dài? You should be good. Đây đọc đúng nhá. Còn đọc sai này. You should be good. Đúng không? Đúng không? Nếu mình đọc sai nhá. Như tiếng Việt nè. You should be good. Đó là long. Nhưng you should be good. Độ dài mọi người thấy như thế nào ạ? Độ dài như nhau đúng không? Nhưng mà cách phát âm khác nhau. Cách đúng là mình chuyển thành ư, hạ miệng xuống. Và mình vẫn kéo dài như vậy. Good. Good. Một cái là tròn môi, một cái là hạ cằm xuống. Vậy thì nhớ học tiếng Anh mà những một số người bảo là âm u ngắn, âm u dài. Chắc là u, cứ phát âm y đi. Phát âm u đi. Cứ như tiếng Việt. Nhưng một cái dài hơn, một cái ngắn hơn là được. Thế là toang đấy nhớ. Toang đúng không? Dài ngắn chỉ là cái quy ước tạm thời thôi. Chứ còn phát âm nó khác đó. Yeah. Vậy thì có thể bỏ hết cái điểm dài ngắn đi, cách phát âm khác hết. Đó, mọi người là như thế. U dài nhưng mà mình phát âm dài ra được u ngắn mình phát âm còn dài khéo, còn dài hơn cả u dài ấy. Đấy thì là cái phải nhớ. Vậy thì chốt lại u mà có hai chấm ấy thì là tròn môi vào. Còn ư mà như kiểu cái bình ấy thì phát âm thành âm ư
Đó, mở hở miệng theo chiều dọc, hạ cằm xuống. Đó, ok. Yep. Nghe này. Mình không nói you should be good, mà mình nói you should be good. Mình có cái đoạn nào ạ? You should be good. Mọi người thấy mình bị chặn hoặc mình ở đâu, mình pause ở đâu ạ? Mình pause ở đâu ạ? Pause mình dừng lại. Mình pause ở đâu nhỉ? Wait. You should. Oh, you should. Yeah. Vào đây nhá. I look at my food. Đấy. Ừ, là... Look. Đấy. The woman took a look. Đó. Thì mình nhằm như này. Mục đích là gì ạ? Nghe. Yeah. Về một câu, ví dụ một câu này nhá, nó dài khoảng cả trang A4 thì mình phải dừng lại, mình nghỉ mình hơi các thứ đúng không? Đấy, thì nó có ngữ điệu vậy. Thì cái này nhá, người ta cụm từ người ta gọi là chunking nhá. Cách nghỉ trong tiếng Anh khi mà nói một câu dài, mình muốn chia thành nhỏ nhỏ đoạn và nói nó rất là tự nhiên thì mình sẽ nói là mình sẽ dùng kỹ thuật chunking. Những buổi sau mình sẽ học nhá. Nó không chỉ là dừng lại đâu mọi người ạ, nó không ví dụ dừng lại như người mọi người hiểu, ví dụ như là nhá. The woman took a look. Đó không phải, mình đọc là the woman took a look. Dừng lại nhưng mà không hẳn là dừng. Đó. Ok. Nói thế thôi, nào bây giờ lại luyện tập tiếp xem là u ngắn hay u dài nhé mọi người nhé. Nghe nghe. Now, come on. Keep going. Listen again. Short or long hair? Short or long? Short or long? First one. Phil. 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 Now long or short, everyone? Phil. Phil. Everyone ơi. Short, đúng rồi, mình đọc là Phil. Có hay là tín hiệu truyền. Đúng rồi. Đó là short á. Rồi, bật cái này đã. Tiếp. Fool. 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 Nào, cái đầu tiên. Fool. Cái thứ hai. Fool. Long. Long nhớ. Fool. Một cái là fool khác mà. Bởi vì nó có âm ồ ấy ở đằng sau mọi người ạ. Cái âm ồ, cái âm. Đây này. Từ đầu tiên mình đọc nhá. Fool là trứng hơi đầy bụng. Thứ hai mình đọc là fool, làm đần độn ai đó. Nhưng mà cái âm L nó kéo rất là mạnh. Fool. Fool. Cái âm ồ ấy của đằng âm L này nó kéo rất là mạnh. Đấy. Cho nên là các bạn sẽ khó để nghe được nhá. Thề luôn, có cái âm ồ này trong câu ấy, âm u trong câu này ấy, nó kéo âm kinh lắm. Người ta nói nhanh, ví dụ I'm full, còn I'm full. Không phân, có lúc không phân biệt được đâu là ngắn đâu mà dài đâu mà, bởi cái âm L nó quá là kéo, quá là mạnh nhá. Next one. Sugar. Sugar. Short. Short, right? Short. Yeah, từ gì ạ? Từ gì đấy ạ? Đường. Đường, ok. Sugar, sugar. Thì mình không đọc là sugar nhé. Sugar, sugar baby, sugar mommy, ok? Sugar. Yeah, yeah. Yep. Cool. Cool. Long. Long, all right. Next. Wood. Wood. Short. All right. Tôi sẽ ví dụ I would like to cái gì đó. Next one. Pool. Pool. Long. Long. Pool. Pool.
Pull. Short. Short. Đúng rồi. Pull có nghĩa là gì ạ? À. Pull. Push, pull, push, pull. Push. Kéo. Push, pull, pull, pull. Pull là kéo. Push là đẩy. Ok. Vậy cái từ push đấy là ư ngắn hay ư dài ạ? Ngắn ạ. Yeah, mình đọc là push. Yeah, mình không đọc là push. No. Push. Push. Ok. U nó hơi khó đấy. Mọi người để ý nhá. Quy tắc làm sao để biết u ngắn, u dài nào. Mình có biết được không ạ? Nhìn nhá. Thường nhá. Có hai âm O ấy, thì đọc là u dài đúng không? Boot này, foot này, suit này. Thế nào vẫn lại lòi ra âm lức, book, foot. Vậy thì không có quy tắc để phân biệt nó đâu mọi người ạ. Nó khó đấy. Vậy thì mọi người hãy muốn phát âm hay thì mọi người hãy như thế nào ạ? Hãy gì ạ? Học từng từ. Hãy học từng từ đập đi xây lại. Thứ hai, đừng nhá. Cái này là những người bạn của mình gọi là một câu gọi là luôn luôn chí cốt thì nói với nhau đó là đừng đoán từ xong rồi đọc nhá. Tuyệt đối bỏ ngay cái thói quen xấu đi nhá mọi người nhá. Ví dụ mọi người thấy một cái từ này, mọi người đọc từ này thế nào ạ? Mentor. Đúng rồi. Chọn âm vào đâu ạ? Mentor. Mọi người nhìn này, mọi người sẽ đọc ngay là mentor. Nhưng mà phát âm đúng của nó là gì ạ? Mentor. Mentor, đúng rồi. Nó đọc là mentor. Nó không đọc là mentor đâu mọi người ạ. Đó. Thế là mà không chỉ có từ này, có nhiều từ nữa. Xong là mình cứ đoán ấy mà không tra từ điển ấy thì thế nào ạ? Thì toàn. Đúng rồi, là mình sai, mình đọc sai. Đấy, là mình đọc sai nhiều. Cho nên là kinh nghiệm phát âm hay là phải bỏ đi cái thói quen đoán. Mình không biết được cái gì đó, coi như mình không biết. Mình phải tra từ điển, xong mình mới đọc. Không tra từ điển, mình quen, mình nhớ rồi thì mình đọc. Thì từ nào mình cũng được. Đấy. Và một cái nữa muốn phát âm hay thì phải viết được IPA nhé. Ví dụ một cái từ tiếng Anh mình phải viết được IPA của nó ra cơ. Thì mình mới biết là mình đang đọc u ngắn, u dài, y ngắn hay y dài. Mình không viết được là chứng tỏ là mình còn chưa được đâu. Và trong tiếng Anh, mọi người đố mọi người biết trong nguyên âm thì khó nhất nguyên âm nào ạ? Y. Y là khó nhất, đúng rồi. Nguyên âm Y là khó nhất. Đối với mình đấy, nguyên âm Y là khó nhất. Ngày xưa mình phát âm y ngắn y dài như nhau mặc dù học hết rồi. Đấy. Nhưng về sau mình phải sửa lại sạch. Cái nào ngắn, cái nào dài, cái thứ. Thường là âm y tất cả người Việt hình như là mọi người cứ để ý nhá. Sẽ là âm y là cái âm mà họ rất ít khi phân biệt được đâu là ngắn, đâu là dài. Mà âm y rất là quan trọng luôn. Rất là khó luôn đấy. Âm y nhá mọi người nhá. Ngày xưa là âm nguyên âm cuối cùng mà mình phải sửa để không bị Việt hóa. Ấy. Đó là âm y. Còn các âm còn lại là mình sửa được. Và đang. Đó. Thì cái âm y nó rất là mất dạy luôn. Mà lâu lâu mình nói, lâu không nói tiếng Anh mà vẫn bị âm y là còn bị kéo sang tiếng Việt ấy. Tức là âm y là âm rất là dễ phân biệt để mình là người Việt hay không nhá. Đó. Mình vẫn sửa thôi nhưng mà thường thường là âm y người ta mình lười sửa ấy. Chủ yếu là lười. Giọng mãi học phải đến 3 năm rồi thì bắt đầu mới phải sửa lại cái âm y lần cuối. Khổ lắm. Thôi. Bạn chán rồi, thôi đọc tiếng điện thoại cho vui ạ. Nào bây giờ mình sẽ kéo trọng âm nhá. Mọi người xem lên từ nào xuống từ nào nhá, mình thử cùng nhau nhá. Hello nó lên lâu rồi, hello lên cho xuống đây nhá. What có lên không ạ? What có lên không? Đoán đi ạ, what có lên không ạ? Đoán what không, đúng rồi. Mọi người nhớ nhá. Yes. What không lên nhá. WS question. How we, when, tất cả các thứ không lên. Từ trường hợp rất đặc biệt. Mình đang nói cái trường hợp bình thường, bắt nói bình thường rồi, không có đả động cái gì. Thì what
không được lên, không đọc what mà đọc thành cho dấu huyền vào, đọc là what, what, thay vì đọc what thì đọc what. Cái gì không lên cho dấu huyền hết cho mình. Động từ to be lên không ạ? Động từ to be không lên nhá. Is, am I cái gì không lên. Tính từ sở hữu your cái gì không lên, chỉ có lên cái từ name. Ok, lên lếm nhưng mà nó ở dưới câu lại lên xong phải xuống luôn nhá. What is your name? Chứ không đọc là what is your name cho dấu huyền này. What is your name? Hi lên rồi nhá. Hi lên rồi. My tính từ sở hữu không lên, name thì lên, is không lên, tên người chắc chắn là lên, lên không phải xuống cuối câu. Can có lên không ạ? Không ạ. Động từ khuyết thiếu can, should, would, may cái gì đó không lên nhá. Trừ khi phủ định thì phải lên. Ai không lên bởi mình nói rồi. Have có không ạ? Have là động từ nhá, có lên. Đấy mọi người thấy không? Mình chỉ học một vài quy tắc thôi, như ngữ pháp thôi, nhưng mà mình đã biết hết cái nào lên, cái nào xuống rồi. Thì mọi người luyện như này rồi âm rất là hay. Cái này mình có biết đâu. Học tiếng Anh 6-7 năm rồi. Về sau đi xem phim nhiều, xong là phải tự cày bao nhiêu cuốn sách mới tự mới biết ra được. Ngày xưa đi dạy người ta, đi dạy khóa phát âm người ta chỉ dạy cho IPA, mỗi IPA không, đọc IPA xong là hết. I'm cũng không lên nè. I'm an nè. Lên. Nice, lên nhá. Tu có lên không ạ? Không ạ. Ừ, đúng rồi. Giới từ không lên nhá. Giới từ không lên. Meet chắc chắn là lên rồi. I should meet you. Anna. Where không lên nhá. Where are you from? Dễ nhở. Mấy cái intonation này nếu mà biết rồi thì dễ. I'm from Hanoi. From đây là một tính từ có thể lên được, không lên được. Rồi có nhiều lựa chọn lắm. Mình thích lên lúc nào cũng lên được, không lên lúc nào cũng được. Lên, ở đây mình lên cho from đây nhá. Tại nó là một tính từ đấy. Đà Nẵng lên rồi. Are you không lên? Không lên. Mạo từ không lên nhá. Student. Đấy, mà chỗ này là are you a student yet? Or are you working? Ở chỗ này sẽ có một phát chăng kinh đấy. Nhưng rồi mình dạy sau. Hay lắm. Ai mà biết được chăng kinh là rồi tiếng Anh rồi nó phải gọi là siêu hay luôn. Are you working? Rồi mình không hiểu sao mình rất thích đi dạy ngữ âm nhá. Nhưng mà trong một buổi học ngày xưa mình dạy giao tiếp không dám dạy nhiều, tại vì là dạy ngữ âm người ta sửa được âm hay người ta chả nói được gì. Tại vì sửa được âm thôi chứ mà cái mới chả học được về gì mấy. Hà Nội này, law này lên này. University lên vào varsity. What do you do for a living? What do you do? Do là lên này. Engineering. I'm now working for Nissan, a Japanese company. Thôi tạm thời thế thôi, không có thời gian nào. Nào bây giờ mình cùng nhau nữa, hai người nhé. Mình đọc mẫu này. Hello, what is your name? Hi, my name is John. Can I have your name? I'm Anna. Nice to meet you, Anna. Where are you from? I'm from Hanoi. I'm from Hanoi. Where are you from? I'm from Da Nang. Are you a student or are you working? I'm a student at Hanoi Law University. What do you do for a living? I'm an engineer. I'm now working for Nissan, a Japanese company. Can I have your age? I'm 26 years old. How old are you? I'm 19 years old. Ui dồi, thế ạ. Nào, dễ nhờ. Yeah. Who's gonna be first? Cặp cặp nhớ. Cặp đi, cặp đi, cặp đi. Raise your hand now. Much now, cặp now. Thu Hằng, yes. And who? And sứa, come on. Thu Hằng, raise your hands first là A nhá. Sứa là two. Come on, can you read it? Yeah. Hello,
What's your name? Hi, my name is John. Chậm thôi. Hi, my name is. My name is John. No. Name. Name. Yes. My name is John. Yes. Can I have your name? I'm Anna. Yes. Nice to meet you, Anna. No. Nice to meet you, Anna. Nice to meet you, Anna. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Thôi thích cho động từ to be nhưng mà nó là động từ chính. Nó không phải động từ chính. Where are you from? Nó không phải to be không dỡ vào được. Where are you from? Đúng rồi, where are you from? Vậy cho dấu hết dấu huyền từ where are you nhá. Where are you from nhá. Tập cho dấu huyền. Nhớ nhá, mọi người luyện nhá. Cái trick ấy, cho dấu huyền vào những cái từ không nhấn. Đừng cho dấu sắc là ngòm củ tỏi luôn đấy. Yes. Come on. I'm from Hanoi. Where are you from? I'm from Đà Nẵng. Are you a student or are you working? Are you là không đủ được rồi nhé. Are you là bằng rồi. Are you không được. Không phải đọc are you, mày đọc gì ạ? Are you a student or are you working? Yeah. Cho dù anh dỗ A nhé, đừng cho A. Are you, thay vì nó là are you là are you a student or are you working? Are you, thử lại nào. Are you a student? A student or are you working? Yeah. I'm a student at Hanoi Law University. What do you do for a living? I'm an engineer. I'm now working for Nissan, a Japanese company. Yes, a Japanese company. A Japanese company. Yeah. Can I have your age? I'm 26 years old. How old are you? Yes, good. I'm 19 years old. Yeah. How old are you? Yeah. Thay vì nó how old are you? How old are you? Yeah. How old are you? Yeah. How từ chỗ này này. Chỗ này how cái gì vậy? Từ. Wait, everyone, wait. Sorry. Bình tĩnh thôi. Ôi, bay hết rồi. Bao nhiêu công sức tôi. Của mình ấy lại, nó bay hết rồi. Xin lỗi, sự cố ạ. Thôi mọi người nhớ cái đấy cũng được rồi nhé nào. Cái này mình sẽ sửa thành how old are you nhé. How old? Mọi người cho giúp này dấu thay vì nó how old are you, mọi người cho thành chữ world vào giúp mình nhá. How old are you nhá. How old are you nhá. Vì sao thế mọi người biết không? Do you know it? Mọi người biết không ạ? Ví dụ kêu up chẳng hạn. Yeah. I go up on a hill. Oh no. Oh my. I go up with him. I go up. Thì cái từ go up, cái từ go á, nó viết là g o u nhá. Go và từ up là từ a up thì nghĩa tiếng Việt. Nó kết thúc bằng một âm u nhá. Mà bắt đầu từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm nhá. Thì mình cho dấu w vào nhá. Mọi người nhé. Go up. Ok. Go up. Nhưng mà đọc W đọc nhẹ thôi. Vậy thì How old are you nhé. How old are you. Thay vì học how old are you, mình đọc là How old are you. Chứ không đọc là how old are you nhé. Hiểu chưa? Người biết thế ạ. Tức là cái này người ta gọi là nối âm kiểu
hai nguyên âm vẫn nối với nhau nhé, cho nó mượt nhé. Nếu mà không, mình không nối ấy, thì nó sẽ thành đọc là how old are you, nó rất là bị ngắt. Cho nên mình phải có một cái gì để nối hai cái lại với nhau. Và nối này cho âm gì vào thì nó phụ thuộc bằng cái âm cuối của cái từ này. Ví dụ cái từ go nó kết thúc bằng từ ơ u, đúng không? Thì mình phải cho âm gùa vào. Nhưng ví dụ như nó kết thúc bằng từ, ví dụ I often nhá, thì mình lại không đọc là I often được nhá. Mình lại chuyển thành I often, tại vì cái âm I nó kết thúc bằng âm I. Kết thúc bằng I thì cho âm J vào, còn kết thúc bằng âm U thì cho âm V kép vào. Đây là một cái quy tắc, nó không khác gì ngữ pháp. Nhưng mà cái này người ta, mọi người có thể tra nhé. Cái này gọi là intrusive nhé. Intrusive J hoặc là intrusive V kép hoặc là intrusive R. Có 3 loại intrusive nhé. Để kết nối hai nguyên âm lại với nhau thì nó sẽ dùng intrusive này nhé. Rồi mình chỉ xong. Vậy thế thôi. Một người nữa đọc qua trước khi mà mình end class. Come on. Nhớ là how old are you, chứ không đọc how old are you nha. How old are you. Trời ơi cái Nguyên ơi, yes, very good Nguyên Anna. Come on, who's gonna be Linh Chi, you wanna try it? Yes. Okay, so Nguyen first and then Linh Chi. Hello, what is your name? Hi, my name is John. Can I have your name? I am Anna. Nice to meet you, Anna. Where are you from? I'm from Hanoi. Where are you from? I'm from Da Nang. Are you a student or are you working? I'm a student at Hanoi Lao University. What do you do for a living? I'm an engineer. I'm now working for Nissan, a Japanese company. Yeah, I'm an engineer. I'm an engineer. I'm an engineer. Can I have your engineer? Yes. Can I have your age? I'm 26 years old. How old are you? How old are you? Yeah. I'm 19 years old. Years old. I'm 19 years old. Very good. Nghe đọc cũng rất là ổn ha. Yes. Mình thấy là mọi người đọc âm rất là tốt đấy. À, của bạn Linh Chi âm vẫn tốt, nhưng mà nó hơi to ấy. Âm hơi to là âm nó chưa yếu ấy. Ví dụ như cái âm này nhá, âm A nó vẫn là rất là to, U nó rất là to ấy. Ví dụ như mà nếu bình thường mình đọc nhé, mà âm khỏe ấy, toàn tròn mình giáo dự to nhé. Are you a student or are you working? Nhưng mà đấy là văn, gọi là văn tiếng Anh chuẩn tắc nhé. Tức là đọc chuẩn tắc là đọc tròn vành rõ chữ từng chữ một ấy. Nhưng mà trong đời sống ấy, khi mà họ nói tiếng Anh ấy, trong phim chẳng hạn ấy, thì họ sẽ không nói chuẩn tắc, mà họ sẽ nói để tiết kiệm sức nhất có thể như bình thường ấy. Thì nó là are you a student or are you working? Vậy thì cái từ are you nó sẽ chuyển thành are you a student or are you working. Đó, đây là cái tiếng Anh ở trong bình thường mình nói nhá. Thì rồi ấy, nếu mà mình luyện tiếng Anh nói lâu rồi ấy, thì mình sẽ dần dần sẽ bỏ cái chuẩn tắc và mình sẽ chuyển sang cái dạng yếu, dạng nhẹ, người ta gọi là cái weak form này. Đó, weak form là một dạng để cho, tức là nói giống, gần như giống bản ngữ nhất ấy, là cái weak form này nhá. Weak form này thì mình sẽ cố gắng sửa dần cái weak form thì sẽ âm rất là hay nhá. Luyện được cái weak form này thì có một cái lợi thế, đó là nói nó nhẹ nhàng, nó mượt, nghe như tây. Nhưng có một điểm yếu là gì mọi người biết không?
người Anh nghe nó hiểu, nhưng người Việt nghe là không hiểu, tại vì mày nói lướt quá, không hiểu. Thế là nhá. Vậy thì hôm nay là xong cái bài này. Thì mình đã chia sẻ cho mọi người. Thứ nhất đó là một cái bảng gì đó để mọi người có thể biết cách đọc. Và mình chia sẻ là nó sẽ khác 90 hơn 90% so với cả tiếng Việt, để mọi người có một cái động lực, mọi người sửa âm cho nó sang tiếng Việt nhiều. Ok, học sửa âm là phải có một tuyết tâm cao, phải sửa rất là giống họ. Đó. Mình rất là anti cái kiểu là nói người ta hiểu được rồi nhá. Thế thì mình sẽ không bao giờ có động lực sửa âm nữa nhá. Nhưng mà nói người ta hiểu được rồi, câu đấy ok trong văn thực tế, ok đan, nhưng mà khiến cho mình thui chột cái động lực sửa âm. Mình là ui, âm người ta hiểu được rồi, không cần hay. Như thế thì mình sẽ không muốn luyện phát âm đâu. Câu đấy sẽ không được. Kiểu như bảo mày hát hay rồi, thế là được rồi, đừng, không cần hay nữa đâu. Như thế kiểu thế nó mình mất đi cái động lực học nhá. Và thứ hai nữa nó là không được tra, à không được đoán từ, phải tra từ điển nhá. Mặc dù mình nghĩ là quen lắm rồi nhưng không được. Và thứ ba nó là âm in ngắn hay dài, u ngắn u dài thì như thế nào nhỉ? Dài thì dài hơn cái gì không ạ? Nhưng mà cái quan trọng là phải mở khẩu âm viện theo chọc hạ xuống. Các âm ngắn ấy phải hạ hướng. À vâng đấy. I thì chuyển hơn một chút là E. U thì hơi chuẩn là ư. Lên đầu câu, xuống cuối câu. Những từ nào nhấn là những cái từ quan trọng có gì đó. Còn những cái từ không cần nhấn như là mạo từ hỏi cái gì đấy. Và mình vừa chia sẻ một số cái. Ok. Còn buổi sau nữa. Cái mai nữa mà. Tối mai nữa thì mình sẽ học về sự khác nhau giữa Anh Mỹ nhá. Cách luyện Brotic. Và sẽ nói về weak form nhiều hơn, cũng như là trăng kinh nhiều hơn. Thế là buổi mai đây còn, bởi vì mai mình không có lớp, mình mới kết thúc lớp xong cái này là không có lớp. Đấy. Đây là một số cái chia sẻ. Bây giờ là cái phần thảo luận thôi. Mọi người có câu hỏi gì cho mình hoặc bất kỳ cái gì liên quan đến tiếng Anh hoặc cái gì đó, phát âm hoặc như thế nào đó. Anyway, mình sẽ dành khoảng thời gian khoảng 15 phút nhé. Come on. Thầy ơi, cảm ơn thầy vì buổi học ngày hôm nay rất là nhiều. Cảm ơn em. Đúng là thầy trẻ. Đừng cố. Thầy trẻ. Thôi. Thôi được câu cảm. Được câu cảm ơn, mát lòng thật. Mát lòng chứ. Mình thích đi dạy mà. Thôi cho ông Nick, view ông Nick lại. Rồi. Rồi. Anh cảm ơn Thu Hoàng. Em có câu hỏi như là, do you have any question for this? Ừ, cảm ơn Sứa nhá. Yes. Mọi người có câu hỏi gì nữa không ạ? Hoặc có khó khăn gì trong quá trình luyện các thứ không ạ? Chia sẻ đi ạ. Gia Linh, Linh Chi. Sứa. Cảm ơn ạ. Cảm ơn Mia. Ôi, chưa gọi Mia quên mất. Cảm ơn Nguyên nha, cố gắng nha. Yes. Vì công bài này khuôn khổ là sửa phát âm thôi ạ, nên là mọi người sẽ vào để sửa phát âm thôi. Chứ còn từ vựng các thứ ngữ pháp là không trả được cái gì đâu ạ. Sau có ạ, mai có một buổi, xong là sang tuần nữa thì cố gắng mỗi tuần sẽ là một buổi, nhưng một cái chủ đề kiểu như mấy hôm nay mình sẽ là chung chung ấy, ví dụ như là mình đánh trọng âm như thế nào này, như thế stress như thế nào này. Nhưng mà rồi mình sẽ có thời gian, mình sẽ mỗi tuần mình sẽ làm một cái chủ đề riêng. Ví dụ là trọng âm sẽ nhấn kiểu gì, là chỉ một bài hôm về trọng âm thôi, chỉ có luyện cái đấy thôi, để mình đi sâu hơn. Mình thấy cái hay của việc học phát âm đấy, cho mọi người yêu việc phát âm hơn thôi. Thế là thích rồi. Yeah. Trọng âm O trong từ go đúng không ạ? Em không tham dự. Go à? Thì hướng dẫn một chút về âm O trong từ go à? À? Go thì ok, cái từ go á thì mình tách ra hai cái nhá. Mình đầu tiên phát âm là ơ, và thứ hai là u, thì mình ghép vào. U dài nhá. Nó có dù nó viết là u ngắn nhưng mình phải
khi mà luyện tiếng Anh chuẩn tắc phải chuyển thành u dài nhá. Vì sao mình sẽ chuyển sang thì buổi sau mình nói xong. Gau. Đấy. Thì nó sẽ được nhé. Thì mình tiếng Việt thế nào là go? Tiếng Anh là gau. Nó tròn môi hơn. Thì mình luyện đơn giản nhất là mình đọc gau. Thế thôi nhá. Đúng rồi. U kéo dài ra là xong. Very good. Yeah, yeah. Next question for this. Còn gì nữa không ạ? À, thì mọi người có thể chuẩn bị thêm vào ngày mai. Ngày mai cũng giờ này. Thank you, Hàng Ngô. See you tomorrow if you're free. Yeah. Yeah. Thank you. Ôi, mọi người ơi, nếu mà không có gì thì mọi người có thể gửi một số lời nhận xét của mọi người vào trong cái group Zalo cho mình nhá. Để mình sẽ có thể gửi lên là đăng mọi người để nhiều người biết đến, để mọi người vào học để chia sẻ, để biết thêm, để làm sao để nhiều người thích học ngữ âm hơn, mình có động lực học ngữ âm nó hay. Mình rất là thích về ngữ âm, rất là thích dạy về ngữ âm, mình rất là thích. Đó. Nên là hy vọng mọi người sẽ ok nhé, mọi người có thể vào nhóm Zalo ấy, mọi người nhắn một vài cái cảm nhận giúp mình để mình có thể giới thiệu cho nhiều bạn thế học ngữ âm hơn nhé. Âm đờ trong từ dơ á, phải là thế nào? Âm đờ, đờ, âm thờ chứ nhỉ? Âm thờ, đúng không? Âm đờ đúng không? Mình hay gọi âm chìa khóa nhé. Cái âm đấy thì có rất nhiều cách để mình hướng dẫn. Cách dễ nhất của mình đó là mình hãy là ớ á. Khi mà mình đặt cái thằng tay lên thì nó đầu dưới á, nước bọt nó chạm vào tay nhá. Đấy. Rồi nói, mình cứ thè thè lên. Sờ. Sờ. Hoặc đơn giản, các bạn lè lưỡi ra. Với các bạn phát âm cho mình âm sờ nhá. Đấy, dễ nhất. Lè lưỡi ra rồi phát âm âm sờ ấy. Này, bình thường nhá. Thì bây giờ lè lưỡi ra. Đấy. Thứ nhất là lè lưỡi ra và nói âm thờ như Việt. Còn thứ hai, lè lưỡi ra và phát âm sờ. À, xong, rất là dễ. Âm này mình hướng dẫn ai cũng phát âm được. Còn âm giờ, âm giờ, ví dụ giờ ấy. À đây bạn âm thờ đúng không? Âm giờ đấy chỉ các bạn. Thè lưỡi ra, phát âm sờ, xong là các bạn rung đầu lưỡi là xong nhá. Rất là dễ. Thiết nha. Thôi, no question thôi. Thế thì bye bye mọi người nhá. Bye bye Gia Linh. Bye bye Xuân Nguyên. Bye bye Cường, bye bye Nick Nam, bye bye Sứa, bye bye Linh Chi, bye bye Mia, bye bye Zalo. Bye bye. Yeah, see you. Bye bye. Mọi người viết cho mình vài cảm nhận vào Zalo nhé. Thank you. Bye bye.